Nếu bạn chưa biết cân bằng bằng nút số thì clip này sẽ dành cho bạn. Hello anh em nhé, hôm qua mình có chia sẻ anh em bộ số cân lỗ 5. Thì bây giờ cân lỗ 10 thì như nào? Cân lỗ 10 thì mình chỉ cần lật lại thôi, giống như người yêu cũ trở mặt vậy đó, thì mình trở mặt lại thôi, thì bên mình cân lỗ nào thì lỗ đó là 0, 0, 4, 8, 12, 16. Còn bên này thì 0, 10, 20, 30. Đó, đầu tiên là vẫn đo như hôm qua thôi. Tâm bi chủ nối, tâm bi mục tiêu này. Tâm bị chủ nối, tâm bi mục tiêu, cái điểm cuối cùng trên nút số là cái điểm mình cần tính nhé. Đây thì 4, 8, 12 thì đây sẽ là 10, đây tầm 10 nhé. Thì bây giờ mình đo cái con bi số 1 này này, tâm của bi số 1 nhé, vô 10 đây, vô 10 ok chưa. Bây giờ mình dịch về tầm khoảng 2 phân, 2 phân, 2 phân rưỡi gì đó điểm chết đó. Thì bây giờ mình đánh tâm của bi chủ xuyên qua cái điểm chết đó thì chắc chắn vô lỗ nhé, này, cực kỳ dễ dàng nhé. Chúc anh em thành công nha.